Ma Ni Châu nhận bất thức Như Lai tạng lý thân thô đắc. Lục ban thần dụng, không bất không, nhất là viên quan sắc phi sắc, dịch Ngọc Ma Ni, ngươi có biết Như Lai kho ấy thâu trọn hết. Sáu ban thần dụng không chẳng không, một điểm viên quan sắc chẳng sắc. Ma Ni Châu là ngọc như ý, nhân bất thức. Tuy nhiên mọi người không nhận ra hạt ngọc này. Hạt ngọc ở trước mắt mà nhiều người không hay, có khi đã ở trong tay rồi mà để lọt mất. Như Lai tạng lý thân thâu đắc, hạt ngọc như ý phải từ ở Như Lai tạng mà ra, từ chỗ đó mà lấy ra mới được. Lục ban thần dụng không bất không, ngọc như ý có sáu phép màu, tức là sáu loại thần thông. Nếu quý vị có được hạt ngọc như ý thì quý vị sẽ có thiên nhĩ thông, thiên nhãn thông, tha tâm thông, túc mạng thông, thần túc thông, lậu tận thông, đủ cả lục thông. Vậy hạt ngọc đó rốt ráo là gì? Đó là cái ở ngay trước mắt chúng ta, cái chân tâm của chúng ta vậy. Đó cũng là cái trí huệ đầy đủ của chúng ta, là đại viên kính trí, diệu quan sát trí, thành sở tác trí, bình đẳng tánh trí. Tất cả đều là công dụng của hạt ngọc như ý, và ở đây gọi là sáu ban thần dụng. Không bất không là gì? Quý vị bảo hạt ngọc đó là không ư, nó chẳng phải không. Quý vị bảo nó là có ư, nó chẳng có. Chân không có đủ cả diệu hữu có đủ chân không. Chân không là chẳng làm trở ngại diệu hữu chẳng trở ngại chân không, nghĩa là viên dung vô ngại, biến hóa vô cùng. Nhất là viên quang sắc phi sắc. Ở trên nói hạt ngọc là đại viên kính trí, đó là nghĩa gì? Bởi vì nó là nhất là viên quang sắc phi sắc. Một hạt tròn sáng, sắc mà chẳng phải sắc. Quý vị bảo nó là sắc ư, nó chẳng phải sắc. Nhưng nếu bảo là không sắc thì nó là không ư, nó chẳng phải không. Bởi mới nói sáu ban thần dụng không chẳng không, một điểm viên quang sắc chẳng sắc. Tịnh ngũ căn đắc ngũ lực, duy chứng nãi tri nan khả trắc, kính lý khán hình kiến bất nan, thủy trung kiệt tranh niêm đắc. Dịch: tịnh năm mắt được năm lực, có chứng mới hay không lượng được, trong gương ngắm ảnh dễ thấy hình, đáy nước mò trăng khôn nắm nguyệt. Tịnh ngũ căn đắc ngũ lực, có bổn ghi là tịnh ngũ nhãn. Ngũ căn là tín, tinh tấn, niệm, định, huệ. Ngũ nhãn là Phật nhãn, Pháp nhãn, Huệ nhãn, Thiên nhãn, Nhục nhãn. Tịnh nghĩa là thanh tịnh, không có sự ô nhiễm. Nếu tín căn được tịnh thì không có sự hoài nghi, chỉ một lòng tin. Căn tinh tấn mà tịnh thì chỉ có tiến chứ không thoái. Niệm căn tịnh thì niệm niệm không có vọng. Định căn tịnh thì không bị tán loạn. Huệ căn tịnh thì không ngu si. Tịnh có thể ví như một chất liệu bồi dưỡng làm cho các căn nói trên được tăng trưởng, sung vượng, thêm sức lực. Cho nên tịnh năm căn sẽ có được ngũ lực, tức là tín lực, tinh tấn lực, niệm lực, định lực, huệ lực. Vậy là năm căn đã tịnh ngũ lực sẽ đạt được. Điều này ai là người biết được? Ai uống nước thì tự người đó biết nước nóng hay lạnh. Còn như chạy cùng khắp các nơi tuyên bố này nọ rằng tôi đã tịnh ngũ căn có được ngũ lực thì đó chỉ là giả trá. Nếu là sự thật thì đâu cần khoe trương. Hữu xạ tự lai hương là nghĩa như vậy. Người tu đạo phải tự mình hiểu rõ mình, không tìm kiếm ở bên ngoài, cũng không cần ai biết đến. Còn bề ngoài huênh hoang lộ liễu, đi đâu cũng khoe mình thì đó chỉ là loại thùng rỗng. Duy chứng nãi tri nan khả trắc, nghĩa là người ngoài của không ra. Ai chứng được cảnh giới này thì trong lòng tự biết, không thể bảo người khác biết cho, và ngay cả chính mình cũng không nói cho mình hay. Như vậy chẳng tốt hay sao? Ta càng giảm bớt vọng niệm. Nan khả trắc nghĩa là khó đoán biết, khó mà dò được, bởi vì nó là vô minh tướng. Kính lý khán hình kiến bất nan, ngắm hình của mình trong gương thì đâu có khó khăn gì. Thủy trung chốc nguyệt tranh niêm đắc, nhưng mò trăng ở đáy nước thì làm sao mò được. Đại ý nói rằng chúng ta thấy người nào đã chứng đắc thì ngũ nhãn và ngũ lực khác với người thường, nhưng đó cũng chỉ là thấy một cách đại khái, chưa phải là nhận biết thực sự, mà chúng ta suy đoán cũng không được. Chẳng khác gì ta mò trăng ở đáy nước. Tranh niêm đắc nghĩa là chẳng có cách nào mò được mặt trăng, vì dưới nước chỉ có bóng của mặt trăng mà thôi. Thường độc hành, thường độc bộ, đạt giả đồng tu niết bản lộ. Điệu cổ thần thanh phong tự cao, mạc tụy cốt cương nhân bất cố. Dịch: thường một mình, thường tản bộ, đạt giả lại qua niết bản lộ. Điệu xưa thần nhẹ dáng thanh thanh, xương cứng thân gầy ai chiếu cố. Chỗ này nói về người tu đạo.
Người tu đạo là phải thường xuyên sống riêng, không giao thiệp với ai, tránh các duyên, sống một mình, như vậy mới tốt. Tuy nhiên, sống như thế thì phải ở trên núi, không thể ở các nơi đô hội, vì đời sống xã hội phức tạp, khiến người tu dễ bị lung lạc, khó cho việc tu hành. Như một mình đi lên núi, trú ở một nơi không ai đi tới, mới đúng là chân chánh tu hành. Ăn những thứ rất khó ăn, mặc những đồ xấu, nằm không cần chỗ êm ái, không ham hưởng thụ, như vậy mới là cách sống của người chân tu. Cho nên quý vị nhớ cho điều này, người tu hành chân chánh không muốn gần mọi người, không muốn liên lạc với ai, cố giảm bớt các duyên nên mới kiếm những nơi thâm sơn cùng cốc, chỗ mọi người không tới được để làm nơi tu hành. Bởi vậy bài ca nói, thường độc hành, thường một mình đi kinh hành ở đâu, đi lại ở nơi đó. Nhưng kinh hành là đi rất chậm, từng bước một, đúng như ý nghĩa. Đi cũng thiền, ngồi cũng thiền, nói im động tĩnh, thảy an nhiên. Phòng gặp gươm đao thường nhẹ hững, bí nhầm thuốc độc vẫn bồng tênh. Thường độc bộ, thường thường ngồi tĩnh tọa một mình, không sợ lẻ loi, không sợ vắng lặng, cũng không sợ thiếu người trò chuyện. Đạt giả đồng du niết bàn lộ, cùng những ai đã thông đạt, những ai trí huệ đã mở, người đã khai ngộ, đi trên con đường niết bàn. Điệu cổ thần thanh phong tự cao, đây là nói dáng điệu thanh cao, không thô bỉ, không giống như những kẻ có hành vi bon chen. Điệu cổ thần thanh tức là chỉ thái độ hào sảng, khác với kiểu cách A-dua su nịnh. Phong tự cao là tác phong thanh cao, mạo tụy cốt cương nhân bất cổ. Tuy thân hình gầy ốm nhưng cứng cỏi, cương nghị, tinh thần thì vững chắc, không gì lay chuyển, luôn luôn giữ nét tôn nghiêm, chẳng ai dám xâm phạm, đến thần thánh cũng không thể khinh mạng. Đó chính là oai đức của người chân tu, như câu nói, hữu uy khả úy, hữu đức khả kính. Cùng thích tử khẩu xương bần, thực thị thân bần đạo bất bần, bần tắc thân thường phi lũ hạt, đạo tắc tâm tàng vô giá chân. Dịch con Phật nghèo, miệng xưng nghèo, rõ thực thân nghèo, đạo chẳng nghèo. Nghèo ắt thân thường manh áo chắc, đạo ắt tâm hằng châu báu đen. Cùng thích tử, tức là người xuất gia nghèo, thích tử là người xuất gia, là đệ tử của Phật Thích Ca. Khẩu xưng bần, thường thường tự xưng mình là bần tăng, chớ không phải phú tăng. Thực thị thân bần, đạo bất bần, tuy trông bề ngoài thân hình có vẻ nghèo khổ, nhưng bên trong thì đạo không nghèo, bởi vì có đạo đức rất giàu. Bần tắc thân thường phi lũ hạt, trên thân thì khoác áo vá, vậy là nghèo. Chứ hạt nghĩa là màu sắc bị phai, áo quần bạc màu thì chẳng ai mặc. Đạo tắc tâm tàng vô giá chân, tuy nhiên nói về đạo thì bên trong chứa chất một thứ chân quý vô giá, đó là hạt ngọc như ý. Viên ngọc này là của quý vô tận, dùng không bao giờ hết, biến hóa vô cùng, màu nhiệm,